Da mụn ẩn, mụn đầu đen có peel được hay không? Nếu như bạn đã từng đi lấy nhân mụn tại các spa và chăm da đúng như những gì người ta hướng dẫn, nhưng mụn ẩn và mụn đầu đen thì mãi không đỡ, thậm chí là nó còn tái đi tái lại nữa, thì lúc này bác sĩ khuyên bạn nên peel mocha, vừa hiệu quả nhanh này, đỡ tốn chi phí mà lại an toàn nữa. Bởi vì chúng ta muốn xử lý tận gốc cái vấn đề gây mụn đó, thì phải xử lý từ nguyên nhân hình thành mụn. Và mụn ẩn này, mụn đầu đen trên mặt của mình hình thành là do đâu? Đó, nguyên nhân là do bụi bẩn và cặn mỹ phẩm nó làm sâu ở trong cái lỗ chân lông này, và lâu ngày khi không được làm sạch nó làm cho lỗ chân lông chúng ta sẽ bị bít tắc và sau đó thì hình thành mụn. Mà do nằm sâu trong cái lỗ chân lông nên dù các bạn có tẩy tế bào chết kỹ như thế nào cũng không làm sạch được, nên mình cần dùng peel để làm sạch sâu. Và theo đánh giá của bác sĩ, dòng peel mocha này có hiệu quả làm sạch tốt hơn những dòng sản phẩm khác trên thị trường, vì nó kết hợp cả cơ chế peel vật lý và peel hóa học. Nó vừa làm sạch bề mặt và sâu bên trong lỗ chân lông của da nữa ha. Nó sẽ vừa thẩm thấu vào sâu bên trong da để hỗ trợ cải thiện các khuyết điểm, và các lớp tế bào dày sừng bụi bẩn sẽ bong ra vào ngày thứ tư. Đồng thời thì lúc này mụn cũng sẽ được gom cồi lại, và khi bong hết, các bạn kết hợp xài thêm tinh chất phục hồi và các sản phẩm được tặng kèm để phục hồi làn da, thu nhỏ lỗ chân lông. Từ đó thì bụi bẩn sẽ không còn cơ hội để xâm nhập vào da và mụn sẽ được cải thiện đáng kể.